công ty sản xuất túi lưới xin kính chào quý khách hàng. Là công ty chuyên sản xuất các dòng sản phẩm túi lưới như túi lưới đựng trái cây, túi lưới đựng nông sản, lưới bao hoa, lưới chăn nuôi, lưới bông tắm. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn nhất, chiết khấu cao cho những khách hàng mua thường xuyên và các đơn hàng có số lượng lớn, vận chuyển và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Túi lưới nhựa đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường dòng túi lưới nhựa chất lượng cao. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn nhất, chiết khấu cao cho những đơn hàng lớn, lấy hàng thường xuyên, giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc thông qua đơn vị vận chuyển uy tín. Túi lưới được công ty để nguyên cuộn không cắt, rất thích hợp cho nhà vườn lựa chọn khi có nhu cầu sử dụng túi theo nhiều kích thước khác nhau. Được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh PE, các sợi lưới được liên kết với nhau chặt chẽ, cho túi có độ bền dai cao, chịu được sức căng tốt, an toàn cho người sử dụng, không gây ảnh hưởng đến môi trường, chịu được nắng mưa trong thời gian dài. Lưới với thiết kế dạng mắt cáo, tạo được độ thông thoáng nhưng cũng không no phân bị rơi ra ngoài. Sản phẩm rất thích hợp để sử dụng cho nhiều loại phân bón như phân dê, phân tan chậm, phù hợp khi sử dụng cho hoa phong lan, hoa hồng, hoa cảnh. Nhờ sử dụng túi lưới nhựa, nhà vườn có thể dễ dàng kiểm soát được lượng phân bón. Để hàn nhiệt cho hai đầu túi lưới chắc chắn, quý khách hàng chỉ cần sử dụng bật lửa để hơ nóng túi 1 đến 2 giây rồi dùng đầu dưới của bật lửa miết chặt lại là được. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm cũng như tham khảo thêm các sản phẩm khác, quý khách hàng vui lòng truy cập website hiện trên màn hình hoặc liên hệ tới số hotline của công ty để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.